Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái link. Ví dụ như chúng ta đăng ký một cái kênh affiliate nào, MyDreamChoice hay là Clickbank hay là Traffic Secret, vân vân, rất là nhiều vendor và họ cho chúng ta một cái link trong đó đã gắn ID. Ví dụ MyDreamChoice thì các bạn sau khi đăng nhập vào một website thì các bạn sẽ thấy chúng ta chỉ cần copy cái link này đưa cho khách hàng, ai click vào cái link đó mua thì chúng ta sẽ hoa hồng ha. Rồi còn nếu mà đang quảng bá cái cuốn Traffic Secret thì ai đó click vào cái link này mua hàng, trong đây có ID của mình, sau khi mình đăng ký tài khoản thì mình sẽ nhận hoa hồng. Cuốn Traffic Secret này, mỗi cuốn chúng ta bán được, nó là phiên bản giấy ấy, chúng ta sẽ lời được $1. Tuy nhiên thì sau đó nhà cung cấp họ sẽ upsell, họ bán thêm cho khách hàng ấy, có khả năng chúng ta sẽ được thêm $14 hoặc thêm $38, thêm $99, thêm $125. Nói chung tóm lại là chúng ta sẽ có hoa hồng tiềm năng đến $264. Đấy là những cái sản phẩm giá cao ha. Thay vì ví dụ như bình thường các bạn đang quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank, những cái sản phẩm mà trả hoa hồng một lần. Ở trên đây thì mình sẽ thấy là ví dụ như một đơn như thế này chúng ta bán được $38. Đơn như thế này cho bán được $42. Đấy, nhưng mà sau đó thì họ không có bán thêm cho mình, ví dụ như thế. Những sản phẩm như thế này thì chúng ta có tiềm năng lên đến như thế này thì khả năng chi trả quảng cáo của mình sẽ lớn hơn. Ví dụ mình trả quảng cáo $20-$30 thì chúng ta vẫn có lời, đúng không, trung bình. Rồi thì tất cả những cái kênh này chúng ta đều có một cái link. Đấy, một cái link. Bây giờ làm thế nào để đưa cái link này, để đưa cái link đến khách hàng? Và việc của chúng ta là làm cho ai đó ra quyết định click link và mua. Làm cho ai đó ra quyết định click vào cái link này và mua. Sản phẩm giá thấp hay giá cao cũng vậy, chúng ta cần phải làm cho ai đó ra quyết định click và mua. Ở đây, ví dụ như sản phẩm giá thấp là những cái sản phẩm thiết yếu và họ có thể mua ngay sau một lần tìm hiểu. Các bạn quảng bá ở trên Clickbank biết rồi đấy, có người đạt được trên $10,000 một tháng doanh số chỉ cần bán theo kiểu là có ai đó tìm nhìn thấy cái link này của mình. Ví dụ như là họ nhìn thấy cái link này của mình, họ xem một lần, họ xem qua sản phẩm, ok họ mua luôn. Đấy là những cái sản phẩm giá thấp, những cái sản phẩm thiết yếu trong hàng ngày của họ. Giá của nó là khoảng cỡ dưới $100 ha, là họ có thể xem sau một lần tìm hiểu họ mua luôn và nó cung cấp cái cuộc sống hàng ngày họ không thể thiếu ấy. Còn đối với những cái sản phẩm giá cao, tức là những cái sản phẩm cao cấp, nó không phải là nhu cầu thiết yếu, ví dụ như ăn mặc ở, chữa bệnh này nọ, những sản phẩm giá cao nó ví dụ như là sau khi cuộc sống họ ok hơn là họ mua bảo hiểm nè, mua thực phẩm chức năng nè, họ làm đẹp nè, họ dùng những sản phẩm làm trẻ hóa, những cái sản phẩm ứng dụng công nghệ mới nhất hiện nay. Đây là những cái sản phẩm giá cao đó, là những cái sản phẩm đầu tư, kinh doanh. Thì làm thế nào để có một người ra quyết định click và mua ở cái link mình? Thì đối với sản phẩm giá cao thì nó phức tạp hơn so với những cái sản phẩm bên giá thấp. Những sản phẩm giá cao để mà họ ra quyết định mua ấy, thì cần những yếu tố. Đầu tiên đó là chất lượng sản phẩm. Nhưng mà Hường sẽ không nói đến chất lượng sản phẩm ở trong cái chương trình này. Bởi vì chất lượng sản phẩm mà không ok thì các bạn đừng nên bán. Bởi vì cái yếu tố đầu tiên và cốt lõi của tất cả những sản phẩm mà chúng ta chọn, bán và trở nên giàu có thịnh vượng với nó, bắt buộc sản phẩm đó nó phải có chất lượng. Hường sẽ không xem xét, Hường sẽ không nhắc đến cái yếu tố về chất lượng sản phẩm ở trong chương trình này. Bởi vì điều hiển nhiên sản phẩm chúng ta chọn phải là sản phẩm tốt. Nó là yếu tố hàng đầu, nó là nói về mặt về cái mặt giá trị, sự uy tín, sự tử tế của một người bán hàng. Rồi ok, Hường sẽ xét tới 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là sự tin tưởng của khách hàng dành cho người bán, sự uy tín của người bán và cảm xúc của người mua hàng. Cảm xúc có thể là yêu thương, có thể là có được tiền bạc, danh vọng, vân vân. Và giá trị khi mà khách hàng nhận được, ví dụ như là dịch vụ tốt này, được tặng thêm cái này cái kia, được bonus, được hỗ trợ thêm cái này cái kia, hoặc là đó là một cái khoản đầu tư để giúp họ có thêm thu nhập. Như vậy thì để họ ra quyết định mua hàng thì chúng ta sẽ xét đến đó là 5 yếu tố. Đó là sự tin tưởng của, chắc chắn là khi
khi mà họ chi tiền một cái khoản tiền lớn thì mình phải tạo được cái lòng tin cho người khách hàng của mình. Tiếp theo đó là uy tín. Mình phải có uy tín và chúng ta có thể bán theo kiểu nào. Chúng ta không phải là cứ viết sản phẩm này có chức năng lợi ích như thế nào mà chúng ta có thể bán được, mà còn phụ thuộc vào cảm xúc, giá trị nhận được và khoản đầu tư. Mọi người có thể viết xuống 5 yếu tố này, chúng ta sẽ phân tích và chúng ta sẽ cùng giải quyết dần dần ở trong chương trình. Khi mà chúng ta nắm được những yếu tố này thì chúng ta sẽ bán tất cả mọi thứ, gọi là có thể bán được cả trái đất nếu như các bạn muốn. Các bạn lưu ý rằng khi mà chúng ta đã tập trung vào những cái sản phẩm giá cao ấy, tức là chúng ta cần ít số lượng khách hàng hơn, nhưng mà giá trị mỗi đơn hàng thì nó lại cao. Do đó thì chúng ta cần phải rèn luyện cho mình những cái kỹ năng để chúng ta có được những cái sản phẩm và những cái đơn hàng mà có thể mang lại cái dòng tiền tốt cho mình. Thì tất cả những cái điều này, làm thế nào để chúng ta có được sự tin tưởng, tạo được sự uy tín, tạo được cảm xúc tốt, nhận và cho khách hàng những cái giá trị phù hợp, và cho họ những tất cả những điều này là nó nằm ở chỗ chúng ta hiểu khách hàng. Và làm thế nào để chúng ta đáp ứng được khách hàng, đó là yếu tố cốt lõi. Như vậy nếu mà chúng ta biết được tất cả những cái điều này là quan trọng, nhưng mà chúng ta không biết cách đáp ứng làm thế nào cho phù hợp thì cũng không được, đúng không? Nếu mà chúng ta không biết cách đáp ứng, không biết cách thể hiện ra dù sản phẩm của chúng ta tốt như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể mà giúp cho khách hàng của mình ra quyết định mua, click vào cái link và mua được. Đấy thì đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta cần phải hiểu, nếu mà chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể cố gắng để đáp ứng cho khách hàng, nhưng mà chúng ta đáp ứng sai là không được, bởi vì chúng ta không có thể hiểu khách hàng. Làm thế nào để hiểu khách hàng thì đó là một hành trình, và nó cũng giống như việc học lái xe hoặc là việc học một cái môn nào đó thôi. Thì đây cũng là một cái kỹ năng mà từng bước chúng ta sẽ biết cách để có những cái điểm chung để chúng ta có thể làm được ha. Giống như ở trong đối với về căn bản ấy, thì việc hiểu khách hàng cũng như là hiểu những người xung quanh của chúng ta sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Ví dụ như là ở trong mối quan hệ trong gia đình, thường thường tại sao mà những người chồng vợ hay cãi nhau thì tại vì đơn giản là chúng ta không hiểu nhau, đúng không? Ví dụ như là trong cái cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, thì John Gray có nói rằng đàn ông và đàn bà trao tình yêu mà họ cần, chứ không phải là tình yêu mà người bạn đời của họ cần. Đấy, thì tình yêu đầy ma lực có thể kéo dài mãi mãi nếu chúng ta nhớ những khác biệt của mình. Bởi vì mình trao cho những gì mà mình cảm thấy mình cần cho đối phương, chứ thực sự là mình trao nhầm rồi, những cái mà họ cần thì mình lại không biết được để mình có thể đáp ứng. Do đó nó thường gây ra những cái mệt mỏi, stress, sau đó thì hết yêu và họ có thể tìm nơi khác, vân vân. Thì cũng giống như một câu đó là trong cái đoạn thơ nào đó, người ta nói rằng là em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại, đúng không? Làm sao mà người đàn ông có thể hiểu được điều này? Đấy, thì tất cả là nằm ở là chúng ta không hiểu nhau. Thế nên là khi mà học cách hiểu khách hàng cũng giống như học cách hiểu một người khác vậy đó. Khi mà chúng ta hiểu được thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên đẹp hơn. Ví dụ như là năm 1992 thì George Bush có một cái thông điệp lúc mà ứng cử tổng thống Mỹ ấy. Thì ổng có một thông điệp như thế này, là ổng nói là cái khơi gợi cái truyền thống đáng tự hào của người Mỹ ấy. Còn trong khi Bill Clinton thì có thông điệp đây là thời điểm để thay đổi nước Mỹ. Tại vì cái thời điểm đó Bill Clinton thực sự là hiểu người dân Mỹ đang cần gì, đúng không? Còn năm 2008, mọi người có nhớ ai là ứng cử tổng thống Mỹ không? Người đầu tiên đó là Donald Trump, và người thứ hai Hillary Clinton. Hai cái người đó là đỏ sức cuối cùng, đúng không? Thì lúc đó bà Hillary Clinton ấy thì đưa ra một cái thông điệp, đó là cùng nhau chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Và cái điều thứ hai đó là Donald Trump nói là với một cái thông điệp đó là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì thật ra có một cái nghiên cứu cho rằng đó là tổng thống Mỹ ổng đã mua một cái
nguồn cái thông tin nào đó, ông biết được, ông hiểu được rằng đó là người dân Mỹ cần gì, nên ông đưa ra cái thông điệp phù hợp. Nên là khi mà mình thực sự hiểu người dân Mỹ cần gì ấy, đưa ra thông điệp phù hợp, thì sau đó thì Tổng thống Donald Trump đã trở thành Tổng thống, đúng không? Nên là cái việc hiểu người khác cần gì nó rất là quan trọng, không chỉ ở trong bán hàng mà trong cuộc sống của chúng ta nữa. Cuối năm 2018 thì Hường có một chuyện tuyển một bạn trợ lý. Thì bạn này rất là nhiệt huyết, rất là chăm chỉ, rất là chịu khó, nói chung là nói chuyện khá là ok, khá là kiêm nhường. Thì Hường cảm thấy ok và CV tốt, bạn cũng có một cái giống như kiểu là có một cái tố chất, Hường cảm thấy tố chất. Thì sau khi mà tuyển cái bạn làm trợ lý cho Hường thì Hường mới phát hiện ra đó là bạn ấy lúc nào cũng hỏi, cũng sợ là mình trách hay sợ mình la hay là sợ mình không hài lòng với bạn, hỏi là em viết như thế này được chưa, em thiết kế cái logo như thế này có, em đổi màu như thế này có ok không chị, rồi em phối màu như thế này được không, rồi cái hình này thì có cần thêm logo không chị, rồi tất cả mọi thứ bạn đều hỏi. Nếu bạn không có biết được một điều ấy, cái điều Hường cần ở đây khi mà Hường tuyển một bạn trợ lý, đó là Hường muốn tiết kiệm thời gian cho mình. Mục tiêu cốt lõi đó là một mình muốn tiết kiệm thời gian cho mình, chứ không phải là mình không biết làm và mình tuyển bạn ấy về. Nên là mặc dù bạn ấy rất là nỗ lực để làm sao có thể làm hài lòng và có thể hợp tác lâu dài, nhưng bạn ấy không hiểu được rõ ràng là mình cần gì. Do đó thì một thời gian sau thì Hường phải quyết định gì? Dẹp, sa thải, đúng không? Sao mà có thể chịu đựng được ấy. Thì khi mà mình không hiểu người khác thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề. Cũng giống như là ở trong gọi vốn đầu tư ấy, năm 2015 thì Hường có một cái dự án về tiếng Anh pháp lý. Thì lúc đó mình cần tiền. Ở lúc đó thì còn là sinh viên, nhưng mà Hường nhắm được một ông thầy, ông có khả năng sẽ giúp mình được trong cái việc huy động vốn, hoặc là vốn của chính ông thầy đó của thầy ấy. Thế là mình làm thế nào để mình có thể là huy động được vốn, thì mình không thể nào mà mình đưa một cái dự án của mình, thầy ơi em có một dự án này hay, đúng không? Thì lần đầu tiên mình thấy thầy từ ở lên trên lầu 5 đi xuống. Thế là Hường ở trên lầu 5, Hường đứng ở thang máy chờ sẵn khi mà thầy vừa bước vào thang máy. Mình bảo là thầy ơi em có thể đi chung được không? Cái thầy bảo ok. Thì từ thang máy lầu 5 xuống tầng hầm gửi xe á, thì Hường mới bảo là thầy ơi em có một cái dự án kinh doanh, nó rất phù hợp với xu hướng hiện nay, hôm nào đó em có thể là gặp thầy để trao đổi thêm một chút về yếu tố vốn này nọ không. Thì Hường trình bày cái điều đó rõn rẽn trong vòng khoảng chưa đầy 60 giây và thầy ok đấy. Thì sau đó thì Hường rất là dễ dàng có thể gửi email cho thầy, cũng như là liên hệ thầy để có thể là trình bày cái dự án của mình. Mọi người biết sao không, đôi khi cái dự án của mình rất là tuyệt vời, nhưng nếu mà chúng ta không biết cách làm thế nào để thu hút sự chú ý, cũng như không biết cách để từng bước tiếp cận ấy, thì chúng ta cũng không thể nào huy động vốn được. Thế là hôm sau Hường trình bày, thầy ok, thầy hỏi thăm, nói chung là được sự hỗ trợ rất là nhiều. Mọi người biết không, đó là một cái kỹ thuật ấy. Sau này thì Hường học lớp X Startup. Đây cũng là một kỹ thuật được nhắc đến ở trong lớp X Startup của thầy Tạ Minh Tuấn. Nó nhắc đến là kỹ thuật gọi là 60 giây ở trong thang máy. Khi mà mình đùng đùng đến, mình bảo người ta là mình có một cái dự án hay lắm muốn trình bày, thì làm sao người ta có thể dành thời gian nghe, đúng không? Nhưng mà đã được nhắc trước đó một trong cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là cái người đối tác của mình họ đang ở trong cái thần thái, trong cái tâm thế họ rất là thoải mái. 60 giây ở trong thang máy từ ở trên lầu 5 xuống lầu 1, lúc đó họ thoải mái, đúng không? Họ không cần phải bận biểu, họ không cần phải suy nghĩ gì cả. Thì lúc đó mình rảnh rỗi mình chia sẻ một chút thì thầy đồng ý, thầy gật đầu một cái, là từ đó thì chúng ta có quyền là chia sẻ sau và thầy không cảm thấy khó chịu, đúng không? Đó là một kỹ thuật. Từ từ ở trong chương trình này, ở khúc cuối Hường sẽ chia sẻ thêm những cái kỹ thuật mà làm nào để chúng ta tiếp cận khách hàng mà một cách từ từ, mà chúng ta không cần phải nhiều áp lực, và khách hàng dễ say yes hơn. Thì suy cho cùng là tất cả mọi điều ở trong cuộc sống này nó đều là bán hàng, nó đều là việc hiểu người khác và đáp ứng cái điều đó. Thì đáp ứng nhu cầu, nói tóm lại, việc bán hàng đó là việc hiểu
khách hàng cần gì và chúng ta đáp ứng những cái điều đó. Và tất cả những hành vi mà chúng ta muốn chúng ta làm để mà có thể đạt được một điều nào đó trong cuộc sống thì chúng ta cũng có thể gọi chung đó là bán hàng đó. Như Blessinger có một buổi chia sẻ tại Việt Nam, Blessinger đã nói rằng 95 triệu người dân Việt Nam, 7 tỷ người trên thế giới, ai cũng đang cố tìm kiếm hay đang cố gây ảnh hưởng tới một người nào đó. Nghĩa là cho dù bạn muốn gì, muốn có mối quan hệ tốt, bạn phải bán được. Nếu bạn muốn kết hôn, bạn cũng phải bán. Trong cuộc đời này, bạn muốn có một cái gì đó, đôi khi bạn phải thuyết phục người khác giúp bạn có được điều đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta biết được cái kỹ năng thuyết phục, biết được cái kỹ năng là hiểu người khác và đáp ứng cái nhu cầu của họ thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều trong cuộc sống này. Như vậy thì các bạn có nhận thấy là kỹ năng bán hàng quan trọng không? Mọi người nếu mà cảm thấy quan trọng thì mọi người viết xuống là kỹ năng bán hàng là quan trọng ở dưới cái comment ở video này nha. Thực ra sự thành công của bạn trong khi mà chúng ta muốn thành công trong các khía cạnh như là tình yêu, trong công việc, mối quan hệ, công việc kinh doanh thì cần kỹ năng bán hàng. Thực sự là chúng ta rất cần kỹ năng bán hàng. Chúng ta khi mà chúng ta là những người bán hàng tốt ấy, thì những khía cạnh khác trong cuộc sống nó cũng sẽ tốt. Khi kỹ năng bán hàng trở thành một thói quen thì nó sẽ trở thành một phản xạ. Đó là một kỹ năng giúp chúng ta là đạt được cái điều mà chúng ta muốn theo những cái kỹ năng mà chúng ta có. Như vậy, cũng vậy thôi, chúng ta đạt được cái mục tiêu đó là bán được hàng nhờ vào những cái kỹ năng của mình. Như vậy, hoàn thiện và phát triển bản thân thôi. Có nghĩa là làm cho giá trị của bản thân tăng lên. Như bây giờ thì các bạn làm thế nào để biết là giá trị bản thân của chúng ta đã tăng lên? Làm nào để chúng ta biết kỹ năng của chúng ta đã lên? Bây giờ có một cách đó, dựa vào doanh số bán hàng của các bạn đấy. Doanh số của các bạn đạt được cái mức độ lớn và thịnh vượng thì nó phải có một kỹ năng bán hàng. Nếu các bạn không có kỹ năng thì các bạn không thể nào mà đạt được cái doanh số lớn và cái mức độ doanh số ổn định, tăng trưởng thịnh vượng được. Do đó thì bây giờ chúng ta đã có một cái thước đo để coi thử là chúng ta phát triển bản thân đến đâu rồi. Thì đó là doanh số bán hàng của các bạn. Nếu bạn chưa phát triển kỹ năng đủ lớn, chưa hiểu được người khác, chưa biết cách đáp ứng, chưa biết cách xây dựng mối quan hệ này nọ thì doanh số của bạn không thể cao được. Đấy, thì bây giờ khi mà các bạn có một cái bí mật, đó là những người bán hàng tốt ấy, những mối quan hệ xung quanh của họ cũng rất là tốt, và những cái công việc, những mục tiêu trong cuộc sống của họ cũng rất là tốt. Đấy, thì bây giờ các bạn phải hiểu rằng bán hàng là một kỹ năng cần có, kỹ năng sống còn ở trong thời kỳ xã hội luôn vận động và thay đổi như thế này. Nó không chỉ là cái việc mà chúng ta làm nào để chúng ta kiếm tiền, làm giàu và có cái thu nhập thụ động, có thu nhập cao vân vân, không phải đâu. Kỹ năng bán hàng nó cần cho tất cả các khía cạnh ở trong cuộc sống. Như vậy, nếu chúng ta muốn tìm ra một cái điểm nào đó gọi là cái điểm mấu chốt gây ra hiệu ứng domino, gọi là cái điểm mà nó vỡ cái điểm đó thì tất cả mọi thứ, sự nghiệp của chúng ta sẽ bị rớt. Và nếu mà chúng ta giữ được cái điểm đó tốt ấy, thì sự nghiệp cũng như là tất cả những cái mối quan hệ, những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ok. Thì đó là kỹ năng hiểu được người khác, kỹ năng bán hàng đó cả nhà. Khi mà chúng ta có được cái kỹ năng hiểu người khác và đáp ứng cái nhu cầu của họ thì tất cả những yếu tố xung quanh của chúng ta sẽ trở nên ok. Khi mà chúng ta học được cái kỹ năng bán hàng rồi thì không những là những cái vấn đề khác của chúng ta cũng sẽ ok, mà nó còn có một điều nữa, đó là chúng ta sẽ có dòng thu nhập, sự nghiệp và tiền bạc, đúng không? Nên nếu các bạn đang suy nghĩ là điểm nào sẽ là cái điểm mấu chốt trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta vỡ cái điểm đó thì nó gây ra hiệu ứng domino, vỡ tất cả những thứ khác, thì đó là cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng thấu hiểu được người khác và đáp ứng nhu cầu của họ. Nên các bạn có nghe qua một câu nói, đó là nếu như bạn muốn đạt được cái điều bạn muốn thì bạn phải giúp thật là nhiều người đạt được cái điều họ muốn, đúng không? Ok, như vậy chúng ta nhắc lại một chút. Đó là việc bán hàng đơn giản, đó là việc hiểu khách hàng và đáp ứng cái nhu cầu và giúp họ đạt được điều họ muốn. Đơn giản, mọi người nắm được chưa? Đấy. Thì bây giờ tất cả những cái kỹ năng làm thế nào để tạo được sự tin tưởng và chúng ta có một cái sự uy tín, làm thế nào để đưa cảm xúc vào ở trong bán hàng
làm nào để tạo ra được giá trị cho khách hàng và giúp cho khách hàng trong quyết định mua hàng, trong quyết định click vào cái link, những cái link mà chúng ta đang làm mua hàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hành trình làm thế nào để chúng ta xây dựng từng mục như thế này. Ok, đó là cả một cái quy trình nếu mà chúng ta đang bắt đầu từ con số 0 ha. Rồi bây giờ mọi người theo một xem một ý nữa đây. Điều nãy giờ chúng ta đã nói qua là chúng ta cần phải hiểu khách hàng và tìm cách đáp ứng những cái điều đó, đúng không? Bây giờ nếu mà chúng ta đưa cái quá trình này vào ở trong offline, tức là chúng ta có thể là đi bán hàng, đi chia sẻ bán hàng một một nè, hoặc là chúng ta mở một cái quán cà phê, những cái chương trình hội đội nhóm để chúng ta chia sẻ cái sản phẩm của mình, hoặc là chúng ta mở những cái cuộc hội thảo, có thể gọi đó là chốt sale ở trên sân khấu đấy. Đây là làm offline ha, tức là mình gặp trực tiếp. Còn nếu mà online thì chúng ta sẽ có, đó là chúng ta sẽ đưa những cái kỹ năng, những cái quy trình hiểu khách hàng, chia sẻ những cái điều mà khách hàng cần vào ở trong video, hoặc chúng ta thể hiện những cái điều mà chúng ta hiểu về khách hàng và cái cách mà chúng ta có thể đáp ứng được cái sự thấu hiểu đó qua thư bán hàng, hoặc là qua một cái audio, một cái giọng nói thôi, hoặc là một cái bài viết blog, hay là một cuốn ebook, hay là những cái bài quảng cáo, những cái trang bán hàng, trang sale page của mình, hoặc là mình tổ chức qua một cái buổi webinar, tức là một cái buổi hội thảo trực tuyến, một cái workshop online đó cả nhà, hoặc là chúng ta có thể là nói chuyện một một qua trực tiếp, những cái buổi tư vấn, những buổi coaching vân vân. Tất cả những cái điều này ở trong cái mục online như thế này, chúng ta thể hiện và chúng ta đưa đến những cái điều này, đưa đến toàn bộ những cái điều này, đưa đến toàn cầu, đưa đến người dân ở toàn cầu, thì mình gọi đó là internet marketing. Ở trên này hiểu khách hàng và tìm cách đáp ứng cái sự hiểu đó, cái mà khách hàng cần đó, thì gọi là kỹ năng bán hàng. Làm nào để chốt sale, làm nào để ra đơn, làm nào để ra đơn được, tức là có ai đó xem cái video của mình, xem cái thư bán hàng của mình, xem cái audio của mình, xem cái content, xem cái ads, xem cái trang bán hàng, xem webinar, xem cái buổi nói chuyện của mình, tham gia cái buổi nói chuyện của mình, thì họ ra quyết định mua hàng và họ mình bán được đơn ấy, thì gọi là cái kỹ năng bán hàng. Nhưng mà làm thế nào để đưa tất cả những cái thứ này đến toàn cầu, thì mình gọi đó là internet marketing. Mình dùng internet marketing để mình đưa tất cả những cái điều này nè, đưa đến toàn cầu, đưa đến toàn đất nước Việt Nam, đưa đến toàn châu lục này, châu lục khác, ở đâu mà người ta sử dụng internet, đúng không? Như vậy có hai kỹ năng rất là rõ ràng ở đây, đó là kỹ năng bán hàng và đưa đến toàn cầu, và đưa đến cái thông điệp của mình đến toàn cầu, đó là gọi internet marketing. Ok, khi mà chúng ta sử dụng internet marketing thì chúng ta có thể bán được với một cái số lượng khách hàng không giới hạn, có thể bán được ngay khi mà chúng ta đang ngủ, đang đi du lịch, đang đi chơi, người ta gọi đó là thu nhập thụ động đó cả nhà. Hoặc là chúng ta có thể là bán trực tiếp 100, 1000 một cái bài, ví dụ một cái video, chúng ta có thể đưa được đến 100 này, 1000, 10000 người, thậm chí là vài trăm nghìn người. Một thư bán hàng cũng vậy, email marketing đó cả nhà, hoặc là những cái audio, những cái blog, những cái ebook, thì chúng ta có thể đưa cho vô số người. Một bài chúng ta chỉ viết một lần thôi và chúng ta đưa đến vô số người, đúng không? Bài quảng cáo, trang bán hàng, những cái buổi webinar, những cái chương trình hội thảo trực tuyến của mình, vâng vâng. Thì chúng ta có thể thấy đó là khi mà chúng ta làm online ấy, thì cái lượng khách hàng của chúng ta là vô số và thị trường của chúng ta rất là rộng. Mọi người không cần phải lo đó là chúng ta phải di chuyển nhiều, không cần phải đi đến nơi này nơi kia để phát triển thị trường nữa, mà chúng chỉ ngồi ở nhà với một chiếc máy tính là chúng ta có thể làm được toàn bộ những cái điều này. Ok, bây giờ mọi người đã hiểu đó là cái việc hiểu khách hàng quan trọng như thế nào. Không phải là cái kỹ năng chạy quảng cáo Facebook, cũng không phải là kỹ năng quảng cáo Bing, YouTube, Instagram, những cái mà chạy quảng cáo ấy, những kỹ thuật học rất là nhanh, các bạn có thể search học miễn phí nó cũng ra nữa. Nhưng mà quan trọng hơn đó, đó là những cái thông điệp mà chúng ta đưa đến khách hàng, nó phải là những cái thông điệp chốt được đơn, cái đó quan trọng nhất. Thông điệp và những cái giá trị mà chúng ta trao cho khách hàng, những cái cách thể hiện, làm nào để chúng ta
hiểu được khách hàng và nói chia sẻ như đáp ứng được cái điều mà khách hàng cần, thì đó là cái quan trọng. Sau đó thì chúng ta dùng internet marketing để chúng ta đưa đến toàn cầu. Mọi người đừng có nghĩ là chi phí nó cao, thực ra chúng ta đang tập trung vào những cái sản phẩm mà giá cao, do đó cái chi phí internet marketing nó sẽ đỡ áp lực cho mình nhiều so với việc chúng ta quảng bá cái sản phẩm giá thấp. Ví dụ ở trên clip mọi người thấy nè, đơn này là 37 đô, đơn này 32 đô, đơn này 78 đô. Như vậy thì đơn này 41 đô chẳng hạn, đơn của chúng ta thì chi phí của chúng ta nó sẽ không được vượt quá 30 đô, đúng không? Dưới 30 đô thì chúng ta mới cảm thấy là ở lợi và chúng ta muốn là tiếp tục cái công việc này. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm màu hồng của chúng ta trên 200 đô một đơn ấy, thì cái chi phí quảng cáo của chúng ta ấy, nó sẽ sẵn sàng trả, nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nó có thể lên tới 30 đô, thậm chí là 100-200 đô là chuyện bình thường. Mọi người biết sao không? Ở sau này, những bài chia sẻ sau, Hường sẽ chia sẻ tại sao cái việc quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao này nó không những giúp cho chúng ta hoàn thiện bản thân mình, hoàn thiện cái kỹ năng để hiểu được khách hàng và đáp ứng cái điều mà họ muốn, mà nó còn giúp cho chúng ta, đó là cái việc chúng ta đầu tư vào nó, chúng ta sẽ không bao giờ bị lỗ vốn. Nó giống như kiểu là đầu tư thì nó còn đó, ví dụ những chi phí có cao hơn một chút thì không sao, về tương lai, về lâu dài thì chúng ta sẽ hưởng lợi được từ những cái mà chúng ta đã đầu tư và làm ngày hôm nay. Ok. Rồi, đấy là về cái hiểu khách hàng nha. Chúng ta cần phải hiểu, mọi người có cảm thấy việc bán hàng quan trọng không? Quan trọng đúng không? Rồi, khi mà chúng ta sử dụng internet marketing ấy, nó sẽ có những cái ví dụ như là việc social media này, ví dụ Facebook, Zalo, Instagram, TikTok hay là Pinterest, YouTube vân vân. Còn cái thứ hai đó là mình dùng những cái search engine ví dụ như là Bing, Google và nhiều kênh khác. Nhưng mà hai kênh lớn thường được sử dụng đó là Bing Ads và Google Ads. Hoặc là chúng ta SEO, chúng ta đăng lên Bing Ads, Google Ads, chịu khó dành thời gian SEO nó và không có tốn chi phí quảng cáo. Thế mọi người có thể hình dung là cái internet marketing có những cái điều đó, nhưng mà học không hề khó đâu. Người ta gọi internet marketing nói chung đó là cái quy trình mà chúng ta tìm được cái internet marketing, tức là quy trình mà chúng ta tìm traffic đó cả nhà, tìm traffic, lưu lượng truy cập. Có hai kiểu lưu lượng truy cập, đó là free traffic và pay traffic. Free traffic là chúng ta tìm cái lưu lượng truy cập mà chúng ta không cần phải trả phí. Ví dụ mọi người có để ý là những cô bán mỹ phẩm đăng bài chia sẻ livestream hàng ngày thường thường sẽ không tốn chi phí gì cả, không tốn chi phí quảng cáo gì cả. Đấy, còn nếu mà ai sử dụng quảng cáo để chạy bán cái này cái kia thì gọi là pay traffic, tức là chúng ta trả tiền để có được cái lượng khách hàng của mình. Cái việc chi trả tiền sẽ giúp cho chúng ta là tạo ra được cái lượng khách hàng không giới hạn ha. Rồi, như vậy thì tổng kết lại thì các bạn đã thấy rằng bán hàng, kỹ năng bán hàng quan trọng hơn hay là kỹ năng internet marketing quan trọng hơn? Cái nào quan trọng hơn cả nhà? Các bạn có thể comment viết xuống một điều gì đó không? Thực ra ấy, cái việc hiểu khách hàng và đáp ứng được cái điều họ cần quan trọng hơn. Đấy. Còn những cái kỹ thuật website, ads hay là video, sửa video, những cái hiệu ứng video vân vân thì khá là đơn giản. Và bạn cần học một cái cốt lõi trước, đó là hiểu khách hàng và đáp ứng cái nhu cầu của họ. Ok? Rồi tiếp theo, có một cái phần rất là quan trọng ở trong bộ bài giảng này. Đó là trước khi hiểu khách hàng, chúng ta cần hiểu một cái khác nữa. Mọi người biết gì không? Đây, chính là cần phải hiểu một cái điều khác. Chính là hiểu mình. Trước khi hiểu khách hàng thì chúng ta cần phải hiểu bản thân mình trước ha. Bây giờ xem thử cái điều mình muốn là gì. Đây là Hường liệt kê một số cái điều mà có thể các bạn muốn. Các bạn có thể liệt kê xem tiếp theo cái điều mà các bạn muốn nữa. Chấm ba chấm, các bạn có thể liệt kê thêm ha. Đây một số điều Hường lấy ví dụ thôi. Ví dụ như điều mình muốn đó là chúng ta phát triển bản thân lên một tầm cao mới, hoặc là chúng ta muốn trở nên giàu có và đạt mục tiêu thu nhập thụ động. Muốn mục tiêu đó là có một cuộc sống tự do và không phụ thuộc vào ai. Có mục tiêu đó là mang đến cuộc sống tốt hơn cho con cái, ba mẹ, những người xung quanh, những người thân yêu, thậm chí là chúng ta có thể giúp được xã hội, được thế giới, được những người nghèo khổ, những người còn gặp rất là nhiều vấn đề và đau khổ ngoài kia. Thì cái điều mình muốn là những điều này. Và cái mục tiêu trước mắt để mà chúng ta đạt được những điều này, chúng ta phải bán được hàng theo kiểu tạo thu nhập thụ động ha. Mục tiêu của chúng ta muốn, tóm lại cái mục tiêu của chúng ta là phải bán được hàng, doanh số phải thật là lớn. Ok,
Đây là cái điều mình muốn. Nhưng để đạt được cái điều mình muốn này, các bạn nghĩ là có dễ không? Đơn giản là ngủ dậy một đêm chúng ta sẽ đạt được không? Cái điều mình muốn là đây, nhưng cái rào cản của chúng ta là gì? Suy đi tính lại, sau bao nhiêu thăng trầm, đây cũng là trải nghiệm cá nhân, cũng như là thường quan sát xem những cái rào cản lớn nhất sẽ khiến cho các bạn không thể đạt được cái mục tiêu là bán được hàng này. Và các bạn nên nhớ là cái mục tiêu luôn luôn quay lại cái điều cốt lõi ban đầu, mục tiêu đó là bán được hàng. Như vậy thì làm thế nào? Đây là những cái rào cản này, đó là sợ. Có rất là nhiều cái nỗi sợ khi mà chúng ta tham gia vào làm một cái điều gì đó mà chúng ta chưa từng làm. Ví dụ các bạn đến văn phòng mỗi ngày, một ngày 8 tiếng, thì mình cảm giác mình chỉ cần đến đó mình làm theo cái điều sếp bảo là xong, đúng không? Chứ không phải suy nghĩ nhiều. Thậm chí có những cái việc ở văn phòng mà mình cảm thấy nó cũng không có, mình cũng không cảm thấy thích lắm, nhưng mà chúng ta cũng phải làm. Đơn giản là chúng ta mặc định làm, rồi không quan trọng nó tốt xấu hay gì cả. Khi mà chúng ta làm cái việc đó theo cái sự chỉ bảo của boss, của sếp mình, đúng không? Ấy, còn khi mà chúng ta làm cái việc chưa từng làm, ví dụ như bán hàng, chưa từng bán những cái doanh số lớn, chưa từng bán những con số lớn, chưa từng bán những cái sản phẩm giá cao chẳng hạn. Ấy thì đầu tiên đó là sự sợ hãi, là cái rào cản thứ nhất. Có ba cái rào cản này là ba cái rào cản chính. Khi mà các bạn dẹp được ba cái rào cản này thì các bạn sẽ thành công ở trong cái việc bán hàng và đạt mục tiêu cái điều mình muốn như thế này. Các bạn sợ điều gì? Sợ từ chối. Sợ đầu tiên là sợ từ chối này, sợ bị đánh giá, nhận xét, sợ mất cái điều gì đó, nói chung là mất cái cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta. Hoặc là các bạn hơi lười chẳng hạn, lười nói, lười chia sẻ, thích cuộc sống trầm lặng, rồi thích và lười phát triển bản thân. Thì trong quá trình chúng ta làm ấy, nó sẽ luôn luôn có một cái tiếng nói nhỏ trong đầu. Ai cũng vậy, nó sẽ có một cái tiếng nói nhỏ trong đầu ấy. Lúc mà Hương thấy có một số bạn ngồi đi bán hàng, nhưng mà và nghiên cứu nhiều cái lý do tại sao mà chúng ta chưa bán được hàng, thì người ta nói rằng, và chính hồi mình trải nghiệm thì thấy là ở lúc mình bán, mình bảo là lúc mà đang bán, đang chia sẻ thì nghĩ người ta không nghe, người ta không mua đâu. Mình cứ chia sẻ là mình cứ có một cái âm thanh, cái tiếng nói nhỏ nào đó ở trong đầu của chúng ta, nó nói bảo là người ta không mua đâu, mày im đi, hay là mày đang nói cái gì vậy, hoặc là người ta đang than hết tiền kìa, người ta đang hết tiền mà tại sao mày lại bán đấy. Rồi người ta đang than rất là nhiều vấn đề kìa, mày có thực sự giải quyết hay không. Nói chung là có n cái tiếng nói nhỏ ở trong đầu lúc mà mình chia sẻ mình ra quyết định bán hàng, hoặc là thậm chí trong quá trình mình bán hàng, nếu mình bán chưa đủ lâu và cái việc bán hàng, phát triển kỹ năng bản thân nó chưa trở thành một thói quen ấy, thì luôn luôn nó sẽ có một cái tiếng nói nhỏ trong đầu. Thì lúc nhiều người ta đang bán hàng lại nghĩ trong đầu, trời ơi, mày đang làm cái gì vậy? Có cái sự lựa chọn nào tốt hơn hay không? Mày có thể làm công việc khác hay không? Tại sao mày lại chọn một cái công việc mà đầy stress và sợ từ chối như vậy? Và sản phẩm này có thực sự là tốt như những gì mà mình đang chia sẻ hay không? Hoặc là trời ơi, mày đang kiếm lời từ cái việc chia sẻ này đấy, mày thật là ích kỷ quá đi chẳng hạn đấy. Có những cái tiếng nói nhỏ ví dụ như thế ở trong đầu của mình. Thì ai cũng vậy thôi, các bạn dẹp được những cái tiếng đó và chúng ta tập trung vào cái điều mình muốn ấy, tập trung vào cái điều mình muốn như thế này nè, chúng ta quên hết tất cả những cái rào cản này đi, tập trung vào cái điều mình muốn, thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu. Chứ những cái tiếng nói nhỏ, mỗi lần chúng ta gặp cái tiếng nói nhỏ, chúng ta phải bắt thóp chính mình, là chúng ta phải quan sát, chúng ta tự quan sát, mày đang bị nó tiếng nói nhỏ, dẹp nó đi đấy, thì mình sẽ tự động ý thức của chúng ta sẽ dẹp cái tiếng nói nhỏ đó đi, thì chúng ta mới có thể là bán được hàng và tạo ra doanh số lớn. Thì Brian Tracy ấy, các bạn biết Brian Tracy không? Có một câu như thế này: chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn, chứ không phải là những cái điều mà chúng ta sợ. Hàng ngàn nỗi sợ, suy cho cùng, sợ hãi là cái yếu tố hàng đầu khiến cho chúng ta không thể nào mà bước lên phía trước và thành công được. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta muốn thành công ấy, thì không thể nào mà chúng ta né được cái kỹ năng bán hàng đâu cả nhà. Trừ khi các bạn làm một công việc kỹ thuật và các bạn ok chấp nhận cái công việc đó cả đời này. Thậm chí nếu như các bạn làm một công việc kỹ thuật ở trong một cái công ty nào đó, nhưng mà các bạn gọi là không có kỹ năng bán hàng, thì các bạn cũng không thể nào mà thăng tiến được. Ok. Thì bạn từ đâu tới không quan trọng.
cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu. Dù trước đây các bạn chưa có kỹ năng, bạn chưa có thể dẹp được, thì điều quan trọng bây giờ đó là làm thế nào để các bạn có thể dẹp bỏ được cái nỗi sợ hãi và các bạn tiến lên. Ok, đây là A, tức là người bạn, là chính bạn đó. Chính là B, là người mua. Đấy, là khách hàng của chúng ta. Giữa hai người này nó có một cái rào cản, đặc biệt là với người lạ và chúng ta chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, hoặc là họ chưa biết đến chúng ta, thậm chí là chúng ta không có biết đến họ đâu. Nó có một cái rào cản. Đây là một cái bức tường ngăn cản cái việc mà chúng ta hợp tác, có một cái giao dịch giữa người bán và người mua. Đấy thì người mua thì họ sợ chúng ta như thế nào? Người mua họ sợ không? Chắc chắn là người mua là những người họ cũng có một cái tâm lý khá là sợ đó cả nhà. Ví dụ như họ sợ bị lừa này, sợ mất tiền này, sợ bị ghét này, sợ mất lòng này, sợ làm phiền, sợ sản phẩm không ok vân vân. Ấy thì họ cũng có một cái nỗi sợ. Như vậy thì họ sẽ tự xây cho họ một cái bức tường, thêm một cái bức tường gọi là nỗi sợ hãi của họ. Còn khi mà chúng ta là người bán ấy thì chúng ta sẽ lại sợ gì? Nếu mà chúng ta sẽ sợ đó là chúng ta sợ là bán không được, sợ sự từ chối, sợ là n nỗi sợ. Tóm lại là đôi khi nó vô hình và nó vô duyên lắm, nó vô lý lắm mà chúng ta vẫn cứ sợ, đúng không? Như vậy nếu mà nỗi sợ của chúng ta lại có và quá cao thì chúng ta lại tiếp tục là xây thêm một cái bức tường tiếp. Như vậy cái bức tường của chúng ta, của người bán và người mua ấy, thì nó sẽ trở nên dày hơn, đúng không? Ở đây viết bán rồi, viết bạn rồi. Đấy. Những người bán và người mua cũng sẽ trở nên dày hơn. Như vậy thì cái việc mà chúng ta sợ thì nó gây rất là nhiều tác hại. Thứ nhất, đó là cái bức tường giữa người bán và người mua sẽ trở nên dày hơn. Và chúng ta lủng củng, chúng ta quên nè, chúng ta sẽ mất năng lượng. Và có thể là chúng ta không có, chúng ta sẽ bỏ cuộc nè. Còn nếu mà chúng ta cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ không bao giờ bán được đơn, không có dám đi qua và xóa bỏ bức tường giữa người bán và người mua. Chúng ta phải tìm cách xóa bỏ được cái bức tường, làm cái bức tường này mỏng lại và phá tan cái bức tường giữa người bán và người mua đi thì chúng ta mới mới có thể bán được hàng. Như vậy điều đầu tiên đó là chúng ta phải dẹp bỏ nỗi sợ hãi. Tìm mọi cách để dẹp bỏ nỗi sợ hãi, chúng ta phải thần thái lên và mạnh mẽ lên. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là mong chờ hoàn hảo. Tâm lý của chúng ta nhiều người hay lắm, cứ thích học, học và học, học và cũng không không có hành động, không có ra quyết định bán hàng. Giống như kiểu là có một người họ nhắm một cái họ nhắm tới mục tiêu kia, họ định là trong quyết định là họ họ sẽ nhắm một cái cung tên tới cái mục tiêu. Nhưng mà khi mà họ chuẩn bị họ nhắm rồi á thì họ lại quay về họ chuẩn bị tiếp. Rồi họ chuẩn bị họ vươn cung lên, họ chuẩn bị nhắm thì họ quay về chuẩn bị tiếp. Rồi là họ lại cứ chuẩn bị cứ chuẩn bị và chưa bao giờ họ ra quyết định đó là thả cái cung tên ra cho cái mũi tên nó bay tới coi thử nó có trúng đích hay không. Đúng không? Cái giai đoạn của chuẩn bị của chúng ta lâu quá, đúng không? Còn nhiều người họ gọi là đạt mục tiêu tốt, tức là họ cứ thấy cái mục tiêu kia họ bắn trước đã, thả một cung tên ra bắn cái bụng, thả cung tên ra bắn 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 cứ như thế thì bắn vài phát thì chúng ta sẽ có cảm giác là mình sai sai rồi, chúng ta mới tiếp tục là bắn lại và chúng ta điều chỉnh. Cứ bắn trước đi đã rồi tính rồi chúng ta điều chỉnh sau, chứ không phải là cái chúng ta chuẩn bị mình còn thiếu kỹ năng này, mình còn thiếu kỹ năng kia, mình chưa có hiểu cái này, mình chưa có hiểu cái kia, mình chưa thực sự giỏi, mình chưa thực sự đẳng cấp, mình chưa thực sự nói tốt, mình chưa thực sự chia sẻ tốt, mình nhát, mình bla bla bla, rất là nhiều lý do, đúng không? Nhưng mà những người làm tốt, những người có doanh số tốt, sự thật đó là họ bắn trước rồi mới nhắm, họ bắn trước rồi ấy, coi thử là cảm giác nó đi như thế nào rồi chúng ta mới nhắm sau. Như vậy thì bây giờ cứ nhào ra làm trước, đừng bao giờ chờ là học một điều gì nữa rồi làm. Mình hãy làm trước đi cho cả cảm giác, vì fail một vài lần cũng được, mình chấp nhận cái sự thất bại đó có sao đâu. Đó là những cái khởi động đầu tiên mà chúng ta cần phải làm, phải thực hành liên tục, còn việc học nó là hỗ trợ chứ không phải là chúng ta chờ là mọi thứ yếu tố ok rồi chúng ta phải làm. Như vậy mong chờ hoàn hảo là yếu tố thứ hai sẽ là rào cản cho chính bạn. Đấy. Yếu tố thứ ba đó là tâm lý.
tâm lý, đôi khi tâm lý là sẽ khiến các bạn mất năng lượng, sợ mình tâm lý đó là mình làm mình thấy người ta làm tốt hơn nè, rồi người ta năng lượng hơn, doanh số của người ta cao hơn, mình chạy theo biết bao giờ nè. Tâm lý là mình cảm thấy là mình thua thiệt, mình cảm thấy là mình không đủ giỏi, hay tâm lý nói chung là nhìn những cái thần thái của người xung quanh mà chúng ta bị tâm lý. Vậy khi mà chúng ta dẹp bỏ được cái tâm lý của mình ấy, tâm lý mà mình cứ suy nghĩ những cái điều tiêu cực ở trong đầu, mình suy nghĩ là nó lẩn quẩn cứ nó vòng 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 lẩn quẩn như thế này, những người thành công họ sẽ không bị lẩn quẩn bởi những cái tôi, những cái mang tính cá nhân, và nó cứ lẩn quẩn tại sao như thế này, tại sao như thế kia, và mình cảm thấy là mình bị thua thiệt, vân vân. Đấy, đó gọi là tâm lý. Thì khi mà chúng ta cứ nhìn vào mục tiêu, cứ nhìn vào mục tiêu thôi, thì cứ nhìn mục tiêu và chạy, thì nó là cái điểm mấu chốt, gọi là một cái tâm ấy. Chúng ta cứ nhìn mục tiêu và chạy thì những cái thứ xung quanh khác nó sẽ tự động giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu thôi. Tức là nó giống như nhìn mục tiêu chạy, nó giống như là một cái hiệu ứng domino. Khi mà chúng ta cứ nhìn mục tiêu thì những cái điều xung quanh vũ trụ á sẽ giúp cho chúng ta có những cái yếu tố và nguồn lực để chúng ta đạt được cái điều mình muốn. Luôn luôn nghĩ về cái điều mình muốn và phải nghĩ chính xác cái điều mình muốn, mục tiêu của mình có, thì chúng ta sẽ dẹp bỏ được những cái điều xung quanh và chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu. Mọi người yên tâm đi, cái điều hiển nhiên trong cuộc sống này đó là may mắn luôn luôn xảy ra. Đôi khi các bạn chưa có trải nghiệm nhiều, mình cứ cảm giác đó là mình chỉ sợ là mình gặp may mắn một lần rồi sau này không gặp may mắn nữa. Nhưng cái bí mật của may mắn, sự thật của may mắn đó là khi mà chúng ta cứ nhắm mục tiêu, chúng ta nhắm được cái điều mình muốn, thực sự rõ ràng cái điều mình muốn, chắn 100% trên hành trình đó chúng ta sẽ gặp may mắn. Mọi người yên tâm, chúng ta sẽ gặp may mắn ở một điểm nào đó và chúng ta sẽ trở nên thành công dữ dội. Ok, video này cũng khá là dài, Hường sẽ bắt đầu cái video tiếp theo. Như vậy, Hường trước khi mà kết thúc thì mọi người, Hường muốn nhắc mọi người một điều, đó là khi chúng ta có cái này thì chúng ta sẽ làm được, không quan trọng là kiến thức của chúng ta đến đâu, đó là cái này. Đó, điều cần có của chúng ta là có năng lượng. Năng lượng là ngân lượng, bắt thóp chính mình ha. Tất cả những khi nào mà chúng ta tụt năng lượng một phát là phải bắt thóp ngay. Năng lượng là yếu tố sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái điều mình muốn, đặc biệt là ở trong bán hàng. Người nào có năng lượng hơn thì người đó thắng, nên nhớ đó. Người nào có năng lượng hơn, người nào có liên tục chiến. Hay có một cái câu mà Hường hay nói ở trong cái chương trình Chính Mới Đây Sắp, đó là gì? Trên thương trường, thằng nào mà lì đòn hơn là thằng đó thắng. Không phải là một vài đơn bị từ chối hay là một vài trường hợp nào đó bị từ chối mà chúng ta bị mất năng lượng là tiêu, sau thôi xong, tiêu, rớt luôn. Như vậy, trên thương trường thằng nào lì đòn nhất là thằng đó thắng. Nên cái điều cần có, các bạn chỉ cần có năng lượng chiến hết mình, những chiến binh luôn luôn liên tục tiến lên. Ok, rồi sẽ gặp lại các bạn ở video tiếp theo, Hường sẽ phân tích kỹ hơn.